Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp đến từ dự án Sell và Co-Market Cap, ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 USDT top cận siêu nha các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 2.000 winner may mắn nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lý cho phần link mô tả thứ nhất của mình. Các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn là phải đi tới thì tìm kiếm dự án Sell. Mình up to wallet nè các bạn. Để ta nó đọc chậm quá, đem coi lại. Tìm kiếm dự án Sell thì làm theo nó luôn đi các bạn ơi. Thì anh kiếm dự án Sell này chi không kêu up to wallet hay là like hay là Sell gì Sell không có luôn. Để mình coi lại các bạn. Set mình đọc kêu mình đi chứ Sell kêu ra ra và cụ gì. Ôi trời, cái máy này sao mà nó đứng hoài. Các bạn chạy chút xíu nha các bạn. Rồi đem coi dáng này, sale này quá. Nhiều sale luôn. Rồi các bạn cho nhấp vào đại đi các bạn. Chụp lại dáng này ta. Rồi các bạn bắt đắp đi. Rồi tiếp tục các bạn tìm vào sale vào sinh sách có market cap của bạn. À dự án Sell này con nãy đâu phải các bạn. Rồi các bạn bấm giá up to wallet này các bạn. Rồi các bạn bắt up lên rồi. Tiếp tục theo dõi tài khoản tại Twitter của chúng tôi nè. Xin tại Twitter nè các bạn theo dõi nha tại bạn. Rồi bạn bắt up lên này các bạn. Tiếp tục các bạn like tại Twitter hashtag cho tăng bằng các bạn với hashtag này nè các bạn. Copy hashtag này nè. Rồi bạn sao chép các bạn, để mình vào lại. Từ đây các bạn tự quyết ba người bạn nha các bạn. Mình thấy dự án trên trang CoinMarketCap thấy tỷ lệ ăn thấy nó mong manh quá các bạn. Rồi bạn like nè, dự án tự quyết nè. Bỏ thì ổn. Biết đâu mình là người chiến thắng sao. Rồi bạn thích like nè. Ở không đi lướt Facebook hoặc là chụp này kia được một chúng chữ. Làm này còn ngon. Rồi các bạn xin chào kênh Telegram đó các bạn. Không chúng thì như là trò chơi đi. Rồi các bạn xin chào các bạn. Còn chúng là chờ cho theo dõi tại Twitter thông báo của nó này các bạn. Rồi các bạn xem hai kênh luôn các bạn. Rồi anh nữa người ta mấy dự án này ngựa này theo không trả gì chưa. Rồi tiếp tục thì các bạn theo dõi Facebook nữa các bạn. Trên Facebook của nó thì bạn bấm thích nè, theo dõi nè. Rồi các bạn vào đây subscribe kênh YouTube. Rồi các bạn đăng ký kênh YouTube luôn nè. Rồi bắt up lên. Rồi tiếp tục thì tăng kem. Anh nhớ theo thời điểm này. Rồi bây giờ mình nhấp vào cái link phong này đi các bạn. Đâu. Rồi mình cho anh xài gấp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên mình đã tu wallet xong nè. Tiếp tục follow trang CoinMarketCap nè. Rồi tiếp tục bấm up nè. Tiếp tục follow tại Twitter em nè. Rồi bấm up lại. Tiếp tục follow trang CoinMarketCap nè. Facebook chứ. Này mình đã follow rồi các bạn. Các bạn nào thích thì chưa thích thì bấm thích nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn xôn xào follow kênh YouTube nữa nè. Subscribe rồi này là mình làm hết rồi tất các bạn. Kiểm tra lại thôi. Rồi những group kênh seller đồ hết đi. Request đồ chắc gọi hết luôn rồi. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với Solana các bạn. Trời ơi, chạy trên nền tảng của Sol. Nếu nó chạy trên nền tảng của Sol thì các bạn gõ vào chữ Sol nè. Solana.io có đồ chơi hết. Rồi các bạn xuống đây thì các bạn bấm ok đi các bạn. Các bạn bắt up. Các bạn đăng nhập mật khẩu mà thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập vào đây nè, bấm đăng reset nè, rồi copy địa chỉ ví mình nữa các bạn. Rồi sau đó thì các bạn trở về dự án nè. Đây quá. Trời ơi, đây.
Dồn chào hãy gấp lại coi. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi chỉ Solana này các bạn. Rồi dòng thứ hai thì bạn điền là username Twitter nè. Dòng thứ ba các bạn điền là username Facebook nè. Dòng thứ tư thì các bạn điền là username YouTube nè. Gặp anh em emo. Xử lý trên tàu Twitter thì mình khuyên các bạn nên lấy URL kênh YouTube như các bạn. Rồi nhấp vào kênh của bạn, mình lấy username nữa lộn lắm các bạn. Vì đôi lúc tất cả cái kênh của tất cả các bạn gõ đâu ra đâu mà YouTube nó biết, nên khuyên các bạn lấy đường link nha các bạn. Các bạn bấm vào ba cánh cùng nhấp vào chia sẻ sẽ chính liên kết này. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn này. Thì các bạn mở Telegram tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng này, vào setting này. Copy username Telegram này. Rồi các bạn dán như đây nè, Instagram chứ, Telegram chứ. Rồi sau đó thì các bạn gửi link đi Weebot. Thì các bạn mở tại Twitter cho các bạn nghe. Các bạn nhập lại nè. Đâu ta, nhập vào ảnh bata, nhập hồ sơ mình nè. Các bạn chia sẻ các bạn lại bài này nè các bạn. Các bạn sẽ chết liên kết gửi lại cho bot. Rồi sau đó các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi bấm join này drop nè. Rồi sau đó thì các bạn trả được cái tách làm tiếp các bạn. Mình làm thêm nhiệm vụ follow Instagram nữa đi các bạn. Để có cơ hội chiến thắng nhiều hơn nha các bạn. Rồi trên Instagram các bạn theo dõi luôn nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn nhấp theo cái biểu mẫu đó các bạn. Chúng tôi sẽ phát mạng cho mình cho của mình trong thời gian chiến thắng thì truyền thông của tôi tìm hiểu về phương tiện xe cập nhật nhất. Thôi con nhấp vào liên phong này. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền là username Instagram của các bạn, thì các bạn nhấp vào Instagram mình. Các bạn nhập vào một gạch này. Rồi tài. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp ba anh cùng. Nhấp vào anh cái người ta. Ba anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sao chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi là username Telegram, Instagram nữa. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn thêm vào cộng nữa các bạn. Chứ A cộng sao mà không được chứ. A cộng Telegram cũng vậy luôn. Và copy cho chính xác hơn. Rồi bạn nhấp ba cánh cùng nè. Nhấp vào setting. Copy username tiếp tục. Bạn dán vào đây nè. Tiếp tục gửi địa chỉ Solnet nè. Solnet đâu ta? Tạo địa chỉ Solnet lại bấm OK. Lock. Rồi bạn nhấp đây các bạn, bạn reset. Rồi bạn copy này. Là xong. Khoan các bạn. Tiếp phòng này đâu ta? Các bạn bắt up lại cái trang hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ Son của mình vào nè. Rồi các bạn cũng gỡ là xong nha các bạn. Rồi về video mình đến đây mới thúc nha các bạn. Mình chúc cho các bạn may mắn nha các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.